Các bạn đang nghe truyện từ kênh Tiên Hiệp Audio, xin hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để nhận thông báo tập tiếp theo, cũng như là động lực để mình tiếp tục ra video đều hơn, xin cảm ơn. Thần Sủng Tiến Hóa, tập 68 Chương 466, A Ngốc tiếp tục phát triển Bị sức mạnh tâm linh thô bạo xé nát ký ức khiến cho hai người kia đều biến thành kẻ ngốc, si si ngốc ngốc ngồi sổng nghịch đất, thi thoảng lại ngẩng đầu cười ngây ngô, Cao bằng mặc kệ hai người này có giả vờ hay không, ném luôn xuống sông cho cá ăn, coi như giải thoát. Xoa xoa huyệt thái dương, hắn tự lẩm bẩm, thật là loạn, ngư quỷ xà thần gì cũng dám nhảy ra ngoài, tưởng ta tốt tính nên dễ bắt nạt phải không? Ngươi tiếp tục lưu lại ở trong trường giang đi, ta ra ngoài một chút. Cao bằng nói với sinh trưởng chi não. Sinh trưởng chi não lại chìm xuống trường giang. Mảnh lưu vực này đã thành địa bàn của nó, Tất cả mọi thứ từ thượng du xuống hạ du, bất luận là quái vật gì khi qua trường gian cũng phải nộp lộ phí cho nó. Tựa như một con ác bá chiếm cứ trên sông. Quay về biệt thự, cao bằng đạp kính bốc huyền quy đang phơi nắng trong vũng nước một cước. Đừng có ngủ nữa. Ngủ ở nhà ta lâu thế rồi, ngươi cũng phải đóng tiền phòng chứ. Tới bốc một quẻ cho ta. Kính bốc huyền quy quơ quơ móng vuốt trong nước hai lần mới leo ra, Mai rùa trên lưng phản xạ lân quang dưới ánh mặt trời. Ta tới bốc quẻ cho tiểu chủ nhân. Kính bốc huyền quy định nhãn ngưng thần, lẩm bẩm. Mai rùa phát sáng, tựa như một cái bóng đèn lớn. Dị tượng ở đây hấp dẫn các ngự thú khác, một đám bu lại vây quanh con rùa. Tiểu ngân long ngẹo đầu nhìn kính bạc huyền quy, rồi khẳng định, đây là con rùa của ta. Nó đang khẳng định chủ quyền, con rùa này là của nó. Trên thực tế, kính bốc huyền quy đúng là thủ hạ của nó, dù phải thêm một chữ trước đó. Bạch Long hơi chần chừ, nhưng bây giờ nó đã là của chủ nhân, nên không thể xem là con rùa của ngươi được. Tiểu Ngân Long nhíu mày, có chút bực bội. Sao trước kia nó không phát hiện ra con rùa già này có thể phát sáng, thế mà lại bỏ lỡ một bảo vật? Sáng lấp lánh, đẹp quá. Tiểu Ngân Long muốn rút mai của kinh bốc huyền quy ra giấu trong kho của mình, làm phong phú thêm kho tàng bạch long không nghĩ giống nó chỉ là một cái mai rùa phát sáng thôi mà mấy thứ sáng lấp lánh này nó muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu vẫn là nghèo khó hạn chế suy nghĩ của tiểu ngân long với bạch long cái gì mà thủy tinh kim cương lưu ly công nghệ hiện đại đều có thể chế tạo được có phải tự nhiên hay không không quan trọng nhìn đẹp mắt là được ôi trời điềm dữ đại hung hiện Kính Bốc Huyền Quy đột nhiên mở mắt, liên tục than thở với tiểu chủ nhân. Nghe nó nói vậy, một đám ngự thú xung quanh lập tức khẩn trương. Tiểu Hoàng không nhịn được gầm thét, sau đó đi tới muốn nhấc con rùa già này lên. "Này, lão già nhà ngươi, dám nói lời yêu ngôn hoặc chúng. Chủ nhân nhà ta há lại cho ngươi vọng luận." "Còn cái gì mà đại hung, ngươi có tin hôm nay tiểu hoàng ta sẽ cho ngươi thấy máu không?" Kính bốc huyền quy rút đầu rùa vào trong mai, bốn móng không ngừng khu khu trên bãi cỏ, ôi ôi ôi, ta còn chưa nói xong mà. Đừng nóng, đợi ta nói xong đã. Kính bốc huyền quy không dám làm trò nữa, chỉ thầm bực bội. Vốn nó định thừa nước đục thả câu kiếm chút hảo cảm của tiểu chủ nhân, ai ngờ lại bị con vịt trọc chết tiệt này phá hỏng. Thực sự đáng hận. Không chỉ có điềm dữ mà còn có điềm lành, phúc họa tương y, trên thế gian này nào có chuyện vạn toàn, ta cũng không phải thần. Vậy là ngươi đang lừa ta. Cao bằng nhíu mày. Không phải, ta không lừa ngươi, ta bói ra như vậy đó. Chuyện gì cũng có hai khả năng, dù là hung hiểm gian nan cũng có chút hy vọng sống. Không phải loài người các ngươi vẫn có câu là cái gì mà nhân định thắng thiên ấy phải không? Ta chỉ thấy được mấy khả năng trong tương lai thôi, nhưng có rất nhiều loại khả năng, ta chỉ có thể xem, người thực sự quyết định hướng đi vẫn là ngươi. Ôi chao, không được không được. Hôm nay lão rùa ta đã tiết lộ nhiều thiên mệnh như vậy, không thể tiết lộ thêm nữa. Ngươi nói vậy khác gì không nói. Cao bằng im lặng. Ai ai, không phải. Ta đại khái có thể nhìn ra được chuyện sắp xảy ra với ngươi có mấy phần phút mấy phần họa. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tham khảo, tham khảo mà thôi. A, à, vậy có bao nhiêu phần trăm ta sẽ gặp nguy hiểm? Bao nhiêu phần trăm hóa họa thành phúc? A, à, đại khái là 5 năm đi. Cao bằng giật giật khóe miệng, nhìn xuống cơn tức giận muốn đánh con rùa già này. Hắn quay người đi, hỏi cả ngày cũng chẳng khác gì không hỏi, coi như hắn biết con rùa này không đáng tin cậy rồi. Giống với chiêu tài, mấy ngự thú hệ thần bí có vẻ quá vô dụng. Không biết có phải vì đẳng cấp còn thấp không? dù biết thân phận người đánh lén nhưng cụ thể là người phương nào thì hắn không biết cũng không phải cao bằng không dám ra tay chỉ là hắn không muốn rơi trúng cái bẫy khác của kẻ địch ngu ngốc làm đau của kẻ khác cao bằng có phải ngươi đang có chuyện gì phiền lòng không không sao cứ nói với ta ta giúp ngươi phân ưu tiểu hoàng vỗ vỗ ngực đi tới cao bằng nhìn nó một lúc bây giờ hắn không có tâm tư hầu chuyện con vịt này thấy cao bằng lơ mình, tiểu hoàng cuốn lên, sao ngươi không tin ta? Có phải ngươi cho rằng trong đầu ta chỉ có cơ bắp phải không? Cao bằng lắc đầu, nghĩ một lát rồi kể chuyện vừa xảy ra cho tiểu hoàng. Tiểu hoàng vỗ đầu một cái, quá đơn giản, tìm đến khu nghe hồng. Sao ngươi xác định được là khu nghe hồng? Không phải bọn họ nói là người của khu nghe hồng sao? Tiểu hoàng hơi sửng sốt. Cao bằng cũng sửng sốt, sau đó ý cười nở rộ khắp mặt, Ngươi nói đúng. Cuối cùng là thế lực nhà nào cũng không quan trọng, quan trọng là những người đánh lén hắn là người khu nghe hồng. Cái này không giả, thế là đủ rồi. Cao bằng không cần sự thật mà là thái độ. Nếu chỉ có mỗi tịch sư thì không an toàn lắm, khó mà đảm bảo được nơi nào đó sẽ có một con quái vật hoặc ngự thú vương cấp nhảy ra. Sinh trưởng chi não phải ở lại đoạt xá trường giang, có thể tùy tiện di động ở bên trong nhưng ra khỏi trường gian sẽ bỏ phí tâm huyết. Mà A Ngốc ra ngoài cũng được một thời gian rồi, cũng là lúc kiểm nghiệm thành quả của nó. Thế giới hắc vụ, thiên khê chi địa. Từ khi đổi chủ, thiên khê chi địa biến thành khu vui chơi của vong linh. Các quái vật sinh sống trong thiên khê chi địa cũng không bị đuổi tận giết tuyệt. A Ngốc biết rõ nếu muốn tiếp tục phát triển thì không thể làm việc tác ao bắt cá. Cho nên, quái vật ở thiên khê chi địa đều được nuôi nhốt vỗ béo là giết, sau đó để cho chúng sinh sôi thật nhiều, liên tục cung cấp linh hồn lực cho A Ngốc. Sau hỗn loạn ban đầu, Thiên Khê Chi Địa dần thích ứng với quy tắc của A Ngốc. Đồng thời, vì tiêu hao quá nhiều vong linh nên A Ngốc chọn một hướng rừng rậm khác khởi phát chiến tranh. Vùng rừng rậm kia cũng có một con quái vật vương cấp hệ thổ và rất nhiều quái vật khác sinh sống. Giết chóc và chiến tranh liên tiếp không ngừng cung cấp linh hồn lực cho A Ngốc. Ven rừng rậm, mấy vạn con vong linh tre và măng mọc phóng vào bên trong. Tất cả sinh mạng còn sống dọc đường đi đều là kẻ địch của chúng. Đẳng cấp vong linh có thứ tự xâm nghiêm, kẻ bên dưới nghe lệnh kẻ bên trên. Nhất là vong linh được người trên phục sinh sẽ hoàn toàn nghe lệnh người đó, dù muốn chúng đi chết chúng cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Phía sau một tòa núi nhỏ. Trên sườn núi, A ngốc khoanh hai tay, hai bên trái phải là một đoàn vong linh âm trầm những vong linh này thấp nhất là cấp lĩnh chủ, chỉ có lĩnh chủ mới có tư cách đứng sau lưng nó. Trống Cây cối lay động kịch liệt, một con gấu đen to lớn thò đầu ra, trên mặt tràn đầy tức giận, khô lâu chết tiệt, người muốn bốc lên chiến tranh giữa hai bên sau. Sau đó nó bẻ gãy thân cây, thân thể cao lớn từ trong rừng lao ra, tay gấu như một cây trụ quét qua một cái, mấy con khô lâu liền bị tát vỡ tan. A ngốc nhẹ nhẹ xoa xoa xương ngón tay, linh hồn hỏa diễm trong đáy mắt cực kỳ bình tĩnh. Cuối cùng đã ra. Sát khí nồng đậm tràn ngập không khí. Đột nhiên cơ thể a ngốc trung lên, linh hồn hỏa diễm trong hốc mắt nhảy lên hai cái, sau đó không quay đầu hướng về sau lùi lại, đi. Một đám vong linh đang xoa xoa tay bỗng trợn mắt há mồm nhìn lão đại đột nhiên quay người rời đi. Đại địa chi hùng đứng bên rừng rậm, nhìn chăm chú bóng lưng a ngốc cho đến khi nó biến mất ở chân trời sau đó ngồi đặt mông ngồi xuống, vuốt vuốt lông ngực. Chương 467, Hài Cốt Chúa Tể trở về. A Ngốc trở lại thiên khê chi địa, một đám thuộc hạ sau lưng nó đều rung lẫy bẫy không dám quấy rầy lúc lão đại suy nghĩ, những kẻ trước đây dám làm như vậy đều bị vùi vào trong đất rồi. A Ngốc nhìn xung quanh, sau đó bắt đầu điểm danh, Tàng Ngọc Ma U Linh, Lục Vĩ Thiên Hồ Khô Lâu, Thạch Sơn Tượng Khô Lâu. Nó tổng cộng gọi tên 18 con quái vật, các ngươi ra khỏi hàng. 18 con quái vật ra khỏi hàng đều là vong linh có vẻ ngoài vô cùng hung ác, nhưng vào lúc này tất cả lại có vẻ lo lắng không yên, giống như đang chờ tiếp nhận xét xử cho số mệnh của mình. A Ngốc nâng tay phải lên, nếu ta phải về thì những vong linh này ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Năm ngón tay nó chợt khép lại, trong không trung phát ra một tiếng nổ nhỏ. Phanh Em mờ thanh này rất nhỏ, chẳng khác nào tiếng một bé trai khẽ chép miệng. Cùng lúc đó, vô số vong linh trong phạm vi 10.000 dặm của thiên khê chi địa đều bị giết chết. Một lượng lớn vong linh diễm bay lên trên không hội tụ thành vài dòng suối màu trắng từ các hướng tiến vào trong đầu của A Ngốc. ầm ầm ầm. Khóc mắt của A Ngốc gần như bị vong linh diễm màu trắng lấp đầy, khóe mắt có ánh lửa tràn ra. Vong linh diễm là vật dẫn của linh hồn lực, cũng là vật dẫn thuận lợi cho đám quái vật hệ vong linh hấp thu nhất. Cơ thể A ngốc trung lên khiến bộ xương phát ra những tiếng kêu rắc rắc. Sau khi đã ép được linh hồn lực cùng bạo xuống, A ngốc khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng mà vong linh diễm trong hốc mắt càng mạnh hơn, khí tức trên người nó cũng sâu không lường được. 18 vong linh tránh được một kiếp đều thở vào nhẹ nhõm rồi liếc mắt nhìn nhau, trong mắt chúng đều là sự vui mừng khi sống sót sau tai nạn. Hoang vu mê cung từ sau khi lusaka xảy ra chuyện việc khai phá ở hoang vu mê cung bên này đã bị ngừng lại dù sao cũng không ai biết con quái vật trên vương cấp kia có thể đột nhiên chạy tới phá hỏng hay không nhưng các phương tiện xây dựng trong giai đoạn đầu vẫn chưa dỡ bỏ hơn nữa việc dò xét bên ngoài hoang vu mê cung vẫn được tiếp tục đồng thời đang cố gắng hết sức không ảnh hưởng tới việc thu thập thực vật và bắt quái vật ở khu vực gần đó vận chuyển về hoa hạ đây là một vết nứt không gian có tính vĩnh cửu duy nhất được phát hiện trong khu hoa hạ hiện nay, nó có giá trị rất lớn nên tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, cho dù biết là có nguy hiểm đi chăng nữa. Báo cáo bộ chỉ huy, tôi là trinh sát viên số 1156, có quái vật đang tới gần từ khu vực phía bắc, có quái vật đang đến gần từ khu vực phía bắc. Mức độ nguy hiểm. Điều tra viên nhìn ngự thú bên cạnh đã sợ tới mức co quắp thì hít sâu một hơi mức độ nguy hiểm cấp cao nhất. Bộ chỉ huy không dám chậm trễ, giống như chim sợ cành công, lập tức điều ra ngự thú và phi cơ trinh sát không người lái từ trong căn cứ bay lên không trung để điều tra. Một đám quái vật vong linh xuất hiện ở phía cuối tầm nhìn trên bình nguyên càng cổi. Cho dù trong những vong linh này có rất nhiều quái vật còn chưa từng thấy qua, nhưng chỉ nhìn dáng vẻ dữ tợn bên ngoài thôi đã có thể nhìn ra bọn chúng tuyệt đối không dễ chọc ảnh chụp của đám vong linh này được dần báo cáo lên trên, khi tới một cấp bậc nào đó thì nhận được câu trả lời. Hủy bỏ cảnh báo, khôi phục lại giám thị cấp 2. Giám thị cấp 2 là giám thị bình thường, ngoại trừ ngự thú của quân khu thì các ngự thú khác ở bên trong phạm vi tầm mắt đều sẽ bị giám thị bình thường. A ngốc đi tới bên ngoài mê cung, phía trên sớm đã có người nhận được mệnh lệnh mở cửa lớn lối ra vào duy nhất của hoang vu mê cung đã được lắp một cửa sắt dày nặng ở trên vách ngoài của cửa lớn có dây leo ngụy trang bình thường người bên trong căn cứ ra vào đều thông qua cửa nhỏ rất ít khi mở cửa lớn nhưng sáng hôm nay phía dưới lại nhận được mệnh lệnh mở cửa lớn ra binh sĩ chịu trách nhiệm mở cửa đứng ở sau cửa đối diện với a ngốc a ngốc rất kiên trì không hề sốt ruột binh sĩ rùng mình một cái vội vàng cúi đầu một con sói bạch cốt rất lớn, cao tới 5 mét đi qua bên cạnh binh sĩ này. Hơi thở nặng nề thổi qua trên mặt anh ta. Khi 18 con vong linh cấp lĩnh chủ theo A ngốc đến, hoang vu mê cung hoàn toàn im ắng. Tất cả ngự thú đều nằm rạp trên mặt đất, một vài con ngự thú bình thường hiếu động còn cục đuôi hoặc căng thẳng nhìn chầm chầm về phía cửa lớn. Hổ mập, ngươi làm sao vậy? Nữ binh nhìn thấy lông trên người ngự thú của mình dựng đứng, vừa run rẩy vừa nhìn về phía đông thì hơi đau lòng an ủi. Bình thường, con ngự thú này của mình rất to gan, gần như không sợ gì cả. Nàng rất khó tưởng tượng được có ngày nó lại bị dọa thành như vậy. Sau đó nàng đã hiểu, có một bộ khô lâu màu vàng sậm đi qua, hai gai xương bên vai uốn lượn về phía sau đầu giống như vương miệng, ngoài ra có rất nhiều quái vật với hình dáng khổng lồ đi theo phía sau nó. Nhưng dù những quái vật này có dáng vẻ lớn hơn, dữ tận hơn, nhưng chẳng biết tại sao nữ binh lại có cảm giác những quái vật này cộng lại cũng không phải là đối thủ của bộ khô lâu màu vàng sậm đi đầu. Các vong linh đều lặng lẽ đi theo sau lưng A Ngốc. Đối với những vong linh này, đám người và những ngự thú trong mê cung chỉ là một bầy kiến hôi, chẳng có gì đáng để chúng nó chú ý trong lúc lơ đảng, khí thế chúng phát ra làm cho các sinh linh xung quanh cảm thấy khủng hoảng. 18 con vong linh đi theo sau lưng A Ngốc đều là cấp lĩnh chủ, con yếu nhất cũng không kém hơn mê cung giám sát giả thủ lĩnh trước đây nhóm bọn chúng cho dù ở trong cấp lĩnh chủ cũng là tồn tại cao cấp nhất tại khu vực trung tâm của hoang vu mê cung có một vết nứt không gian với đường kính 10 m đứng sừng sững xuyên qua vết nứt không gian là khu bách nghiệp kính bốc huyền quy đột nhiên thò đầu nhìn về phía cửa lớn rùa của ta đây là quái vật gì nhìn hình dáng rất hung dữ kính bốc huyền quy không nhịn được khẽ thì thầm bích giáp thủy tổ ngạc đang lăn lộn trong bùn nhão bỗng ngẩng đầu miệng cá sấu hết đóng lại mở các ngự thú đang chơi đùa cũng dừng động tác đây là phản ứng theo bản năng giác quan thứ sáu đã khiến chúng nhận thấy được có sinh vật nguy hiểm đang đến gần chủ nhân ta đã về rồi dao động linh hồn vô hình xuyên qua không gian vô cùng ngang ngược giống như quân lâm thiên hạ đây cũng không phải là do a ngốc cố ý gây ra mà trong khoảng thời gian này A Ngốc thống lĩnh mấy triệu vong linh tự nhiên hình thành khí tức của kẻ đứng đầu, ngay cả bản thân nó cũng không hề nhận thấy sự thay đổi của mình. Tiểu Ngân Long hừ lạnh một tiếng có chút bất mãn. Mặc dù biết đối phương không kém, nhưng nó vẫn cuột cường phát ra Long Uy muốn tranh đấu với A Ngốc một hồi. A Ngốc dừng lại một chút nhưng không để ý đến sự khiêu khích trong hồ. Dù sao ở đây cũng là nhà của chủ nhân, nếu như xảy ra mâu thuẫn thì sẽ làm cho chủ nhân không vui. A ngốc không tiếp chiêu khiến làm khí tức của Tiểu Ngân Long rơi vào khoảng không, giống như đánh một quyền vào trong không khí làm cho nó có cảm giác bất lực. Cha, cha. Một cái bóng nhỏ bé từ ngôi nhà trên cây nhảy xuống hoặc bác chạy về phía A ngốc. A, à, đây là con gái của chúa tể sao? Ánh mắt mấy vong linh đứng sau lưng A ngốc lập tức sáng lên, cúi đầu muốn xem thử chúa tể nhỏ có bộ đáng như thế nào. Khi chúng nó vừa cúi đầu thì vừa vặn bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của A Ngốc. Đám vong linh với hình thù kỳ quái này cười ngượng ngùng rồi lùi lại 100 mét. A Ngốc, ngươi trở về rồi sao? Ngươi ở bên ngoài có quen không? Cao bằng ra ngoài đón A Ngốc. Cảm ơn chủ nhân đã quan tâm. A Ngốc vẫn luôn cố gắng trở nên mạnh mẽ, tùy thời đợi chủ nhân sai bảo. A Ngốc trầm giọng nói. Cao bằng nhìn về phía khung số liệu của A Ngốc, đẳng cấp đã lên tới cấp 59 rồi. Tốc độ thăng cấp này khiến Cao Bằng cũng chỉ có thể có thể cảm khái. Ngươi đừng đứng bên ngoài nữa, chúng ta vào phòng lại nói tiếp. Chương 468, Đông Tiến Nghe Hồng. Chủ nhân lại bị ám sát sao? A Ngốc ngồi ở trên sofa sửng sốt, sau đó giọng điệu trầm xuống, tiểu hoàng, tiểu diễm, đại tử. Khi ta không ở bên cạnh chủ nhân các người đã bảo vệ chủ nhân như thế sao? Giọng nói của A ngốc khàng khàng lại lạnh lùng, vong linh diễm trong hốc mắt dao động mạnh đã chứng tỏ lúc này nó không bình tĩnh. Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề. Tịch sư nằm trên mặt đất liếc nhìn A ngốc, cảm giác gáy mình ấn lạnh. Bộ xương khô này cho nó cảm giác càng lúc càng nguy hiểm, bây giờ chắc hẳn đã đề thăng đến vương cấp, nhưng nó lại có ảo giác như nhìn thấy quái vật hoàng cấp vậy. Nhất định là ảo giác rồi, làm sao có thể như vậy được? nó nhớ thời gian trước bộ xương khô này vẫn chỉ là cấp lĩnh chủ cho dù có nâng cao nhanh mấy đi nữa cũng sẽ không thể lên tới hoàn cấp trong thời gian ngắn như vậy chứ chỉ là khí thế trên người a ngốc vẫn khiến cho nó cảm thấy không được thoải mái khẽ dịch người mấy con quái vật đó đã bị ta đánh chết rồi đại tử cãi lại cao bằng không bị thương ừ người phải thấy may mắn là chủ nhân không bị thương nếu không ta thật sự sẽ nghĩ xem có nên để ngươi bảo vệ chủ nhân nữa không? Giọng nói của A ngốc nặng nề. Đại tử hừ một tiếng nhưng lười cãi lại. Nó không muốn cãi nhau với A ngốc nên ngẩng đầu lên, cái cổ hất lên thật cao. Bầu trời trên đầu vẫn xanh như vậy, tên lùng A ngốc này căn bản không nhìn thấy mặt của mình. A ngốc, lần này chúng ta sẽ ra biển. Tất cả đều nghe theo chủ nhân căn dặn. Chúng ta sẽ đi tới khu nghe hồng. Ta nghe nói sau tai biến, khu nghe hồng bên kia có bách quỷ dạ hành, truyền thuyết thần thoại của bọn họ nói là có 8 triệu thần. Chúng ta đi xem những thần đó thế nào. Những ngự thú ở khu Nghê hồng có không ít là thần trong những câu chuyện truyền thuyết thần thoại của bọn họ. Sau đó, có học giả nghiên cứu ở khu Nghê hồng phát hiện ra những ngự thú này rất giống với thần trong truyện thần thoại xưa, đều là do động vật trong khu vực địa phương biến dị thành. Trên thực tế, không chỉ ở khu nghê hồng người ở các khu vực trên toàn thế giới phát hiện động vật ở địa phương của bọn họ đều có hai phương hướng tiến hóa một loại trong đó chính là những thần thú mãnh thú trong câu chuyện truyền thuyết thần thoại của bọn họ một loại phương hướng tiến hóa khác lại tiến hóa thành quái vật từ trước đến nay chưa từng xuất hiện qua cho dù tìm ở trong sách cổ cũng không thấy có tài liệu nào từng nhắc tới so sánh với loại trước loại sau không chỉ giới hạn ở trong khu vực nào đó mà còn xuất hiện ở trên cả thế giới ví dụ như loại quái vật chưa được biết tới xuất hiện ở khu nghê hồng ở khu hoa hạ cũng thấy hai điều này hoàn toàn không theo quy luật nào làm cho học giả cảm thấy không thể tin nổi bởi vì cho dù ở một nước có diện tích rất nhỏ số người ít cũng có người phát hiện ra quái vật tồn tại ở trong truyện thần thoại nào đó của bọn họ có học giả gọi loại hiện tượng này là hiện tượng lây nhiễm trong khu vực, cũng là vấn đề bây giờ không thể giải quyết được. Cao Bằng dẫn theo bọn A Ngốc, Tịch Sư, A Xuẩn, còn có nhóm vong linh thuộc hạ được A Ngốc dẫn từ thế giới hắc vụ tới, bọn họ lại bước lên con đường đi về phía đông. Nói đi là đi, hắn trực tiếp lên đường trong ngày hôm đó. Không ngờ Cao Bằng lại không dẫn ta theo. Chờ tới khi đại tử kịp phản ứng thì Cao Bằng đã rời đi rồi. Sau một thời gian bế quan tu luyện, A Xuẩn đã thành công thăng cấp biến thành một con sứa lớn với đường kính 2 mét. Nhưng nó là sứa nên có khả năng co giãn rất lớn, cho nên vẫn có thể thu nhỏ thể tích, nhìn từ phía xa thì thể tích của nó trước sau không chênh lệch bao nhiêu. Mấy lần ra ngoài không mang theo A Xuẩn bên người khiến Cao Bằng thấy rất bất tiện. Bất luận là đi xa hay ra ngoài làm chuyện gì khác đều rất bất tiện. Cao bằng đã nếm thử ngon ngọt từ không gian tùy thân thì làm sao có thể nào chịu được khổ sở khi cả ngày mang theo ba lô, hành lý lớn chứ. Ta cho ngươi biết, ngươi nhốt ta lâu như vậy, không có năm chai nước hoa quả thì đừng mong có thể dỗ được ta. A xuẩn lên án, thể hiện sự tức giận của mình. Lúc này Cao bằng đang ngồi ở phần cổ của một con phi long khô lâu hai cánh, nơi đây là phần bằng phẳng nhất. A Ngốc còn đặc biệt lắp thêm ở chỗ này một cái ghế da cho Cao Bằng có thể ngồi thoải mái ở phía trên. Cao Bằng bất đắc dĩ, không phải ta vừa cho ngươi 10 bình nước trái cây sao, vậy ngươi trả lại cho ta đi. Bản thân ngươi giữ lại 5 bình thôi, không cho phép lén giấu nhiều như vậy nữa. A Xuẩn A Xuẩn có chút sửng sốt, sau đó ngồi im ở trên đầu Cao Bằng, giả vờ làm gì cũng không hỏi tới. Khoảng thời gian trước, Cao Bằng nhốt A Xuẩn ở trong phòng là vì tốc độ thăng cấp của nó quá chậm điều này không phải là vì phẩm chất của nó mà vì nó quá lười vừa ngu ngốc lại lười biếng chắc chắn là nói về nó lại nói tiếp cao bằng cũng không biết nên nói thế nào về con sứa lười biếng này nữa đại tử có kém thế nào đi nữa nhưng ham muốn được trở nên mạnh mẽ vẫn rất lớn từ chỉ là thỉnh thoảng len lén lười biếng nhưng vẫn còn nằm trong phạm vi hắn chấp nhận được nhưng a à xuẩn lại khác mỗi ngày nó đều lười biếng chỉ có thỉnh thoảng mới tu luyện một chút thôi cao bằng cảm thấy có thể mình đã đặt nhầm tên cho nó rồi hắn không nên gọi nó là a xuẩn mà phải gọi nó là a lười mới thích hợp a lười lấy giúp ta cái chăn ra cao bằng nói lỡ miệng a xuẩn tức giận ngay cả tên ta mà ngươi cũng gọi nhầm được ta là a xuẩn ta không có lười biếng cao bằng cười ha ha đúng vậy ngươi không lười biếng ngươi chỉ hơi ngốc thôi A Xuẩn tức giận móc một cái chăn từ trong không gian ra ném lên trên mặt của Cao Bằng. Cho ngươi. Cao Bằng đắp cái chăn ở trên đùi để cản gió lạnh từ phía trước thổi tới. Cả đường đi chịu cảnh màn trời chiếu đất, bình thường mệt mỏi thì hạ xuống nghỉ tạm một lúc. Nhưng với vong linh mà nói mệt nhọc như thế này cũng không tính là gì. Cho nên phần lớn thời gian bọn họ đều ở trên lưng vong linh. Tổng cộng có 8 con vong linh có thể bay mà loại vong linh biết bay có thể trở thành lĩnh chủ khi còn sống đều có hình dáng không nhỏ bởi vậy cũng có thể chở hết bọn họ một đường đi về hướng đông sau khi bay hai tuần thì cao bằng nhìn thấy biển bọn họ lại bay thêm bốn ngày vượt qua biển mới nhìn thấy một đại lục mới nơi đây hẳn là khu nghê hồng bờ biển là một mảnh đá ngầm mạch nước ngầm dưới mặt biển màu đen cuộn trào mãnh liệt trên vách đá cao chót vót có rất nhiều ốc yêu màu trắng từ phía xa nhìn lại giống như rất nhiều cái u mọc ở trên vách đá chủ nhân phía dưới có người có cần bắt vài người qua hỏi đường không a ngốc đột nhiên nói cao bằng nghe a ngốc nhắc nhở mới lấy bịt mắt ra rồi nghiêng đầu liếc nhìn ở trong khe trên vách đá có hai ngư dân đang trốn sợ hãi len lén quan sát đám vong linh bay qua đỉnh đầu cao bằng trầm ngâm tìm một dân địa phương ở khu nghe hồng hỏi đường thì chắc chắn tốt hơn so với mình xông loạn khắp nơi giống như con ruồi không đầu. Hơn nữa để tránh bị lộ tung tích, mình vẫn phải khống chế mấy người này trước. Hắn lập tức ra lệnh cho hạ từ trên không trung xuống. Nhìn thấy đám ngự thú vong linh bốc lên hắc vụ kia đang bay qua đỉnh đầu mình thì chợt hạ xuống, ngư dân trốn ở bên trong hang sợ đến mức trung lẩy bẫy. Đi ra. Giọng nói của A Ngốc thông qua sóng dao động linh hồn truyền vào trong đầu của mấy ngư dân này. Bọn họ hơi sửng sốt nhìn xung quanh, muốn tìm phương hướng giọng nói truyền tới. Nhưng ngoại trừ bộ xương khô kia ra, bọn họ không thấy có vật gì khác. Sau đó trải qua nhiều lần xác nhận, bọn họ mới rung lẫy bẫy đi ra. Đại nhân có yêu cầu gì, xin cứ việc căn dặn. Người ngư dân quỳ trên mặt đất run rẩy nói. Chương 469, một cốc cây cao bằng tất nhiên không hiểu được ngôn ngữ khu nghê hồng hắn chỉ biết một ít ngôn ngữ nghê hồng cơ bản nhất cũng là một vài câu ngắn mà gần như phần lớn người ở khu hoa hạ đều hiểu được nhưng vong linh giao lưu thì không cần dùng miệng và tai chỉ cần dùng linh hồn đây cũng là nguyên nhân quái vật hệ vong linh ở thế giới khác nhau vẫn có thể trao đổi được với nhau cho nên cao bằng bảo a ngốc thay mình hỏi thăm tuy a ngốc cũng không hiểu lời những người đánh cá này nói nhưng nó có thể thông qua sóng dao động linh hồn của những người đánh cá này phát sinh ra trong lúc nói chuyện hiểu được ý bọn họ nói một vài sinh mạng có thực lực mạnh tất nhiên có thể che giấu sóng dao động linh hồn của mình nhưng đối với một ít quái vật có thực lực không đủ lại tương đối khó khăn đây cũng là nguyên nhân có lời đồn đại thời cổ có đại yêu quỷ vật có thể hiểu được lòng người bởi vì bọn họ có thể căn cứ vào sóng dao động linh hồn để phát hiện ra suy nghĩ của con người đây là đâu vậy? Người đánh cá không dám lừa gạt. Đại nhân, nơi này là đảo Shimokoshi. Đảo Shimokoshi. Cao Bằng rút bản đồ ra mới tìm được đảo Shimokoshi. Ở đây không phải đại lục chính của khu Nghê Hồng, mà là một hải đảo cách đại lục không xa có tên là quần đảo Shimokoshi, rất gần với Kagoshima. Cao Bằng còn cách Kinh Đô một đoạn. Lần này Cao Bằng muốn đến Tây Kinh. Sau biến cố, tây kinh vẫn là trung tâm kinh tế chính trị của khu nghê hồng taira masakado người cao bằng muốn tìm cũng ở tây kinh nhớ tới lần trước hắn muốn làm trọng tài bị taira masakado ném phiếu chống vẻ mặt cao bằng chợt trở nên lạnh lùng đó không phải là một người tốt các ngươi đang thu thập quái vật sao cao bằng từ trên lưng phi long nhảy xuống nhìn thấy trong gùi sau lưng những người đánh cá có chứa một ít cục thịt màu trắng sau khi a ngốc nhắc lại người đánh cá vội vàng đáp đại nhân đây là bạch nhục hải loa khi trời nắng nó sẽ ra khỏi biển rồi leo đến trên vách đá phơi nắng khi trời sắp mưa chúng sẽ lộ ra thịt trắng trên người và bò lại trong biển lúc này có thể nhân cơ hội tạo lấy thịt trắng của chúng cái này có thể dùng làm sushi quái vật không có tính công kích cao bằng đã gặp qua không ít quái vật có vài quái vật thật sự rất ôn hòa thậm chí loài người tiếp xúc gần với chúng cũng không có vấn đề gì. Nhưng từ trước tới nay hắn chưa từng nghe nói qua có người nào dùng dao với cơ thể chúng mà chúng vẫn duy trì sự ôn hòa như vậy. Tên quái vật, Diêm Bạch Yêu Loa đẳng cấp quái vật, cấp 17 phẩm chất quái vật, phẩm chất phổ thông thuộc tính quái vật, hệ kim giới thiệu vắng tắt về quái vật, một loại quái vật sinh trưởng ở bờ biển, thân thể của bọn chúng có thể tự nhiên hấp thu phần muối trong nước biển, sau đó thông qua cách phơi nắng để đào thải phần muối trong cơ thể ra, làm vậy để đạt được một sự tuần hoàn hoàn mỹ, làm cho bản thân mình luôn duy trì một khẩu vị hoàn mỹ. Trong máu thịt của bọn chúng có lượng độc tố rất nhỏ, có thể làm cho tinh thần vui vẻ, nếu dùng lâu dài dễ sinh ra nghiện. Theo số lượng dùng tăng thêm, cảm giác vui vẻ này cũng sẽ dần dần tăng thêm, cuối cùng khi độc tố tích tụ làm cho người ta hoàn toàn tê liệt thì sẽ trở thành con rối của nó sau đó bị nó cắn nuốt cao bằng dừng lại một lát sau đó a ngốc nói thịt này có vấn đề các ngươi cố gắng ăn ít thôi người đánh cá vội vàng gật đầu nói phải đại nhân đây là thu hoạch của chúng tôi hôm nay sau đó hắn đưa cái gùi lên cao bằng xua tay từ chối khiến cho người đánh cá cảm thấy bất an cao bằng âm thầm lắc đầu ta cũng không phải muốn thu hoạch của các ngươi chỉ là có lòng tốt nhắc nhở các ngươi mà thôi thôi đi, tùy các ngươi, các ngươi thu hoạch được thì cứ lấy về đi, ta không cần tới chúng. Người đánh cá rất cao hứng đeo cái gùi lên lưng. Dù sao thịt này cũng không phải để bọn họ ăn, bọn họ cần gì quan tâm nó có vấn đề hay không chứ. Sau khi trở về bản thân mình không ăn là được rồi. Đám người cao bằng hỏi thăm người đánh cá mới biết bọn họ tiếp tục đi về phía đông bắc sẽ đi qua căn cứ thành phố Kumamoto ở căn cứ thành phố komamoto ngoài mặt có ba con ngự thú cấp lĩnh chủ trong đó một con ngự thú là gấu komamoto gấu komamoto là vật cưng đáng yêu của chính phủ thành phố komamoto con gấu komamoto cấp lĩnh chủ kia chính là con gấu đầu tiên được chế tạo ra ở thành phố này trước kia từng trải qua rất nhiều truyền kỳ sau đó được cất kỹ ở trong nhà bảo tàng vào năm thứ ba sau khi tai biến xảy ra nó đã phát sinh biến dị đại nhân gấu Komamoto kia cực kỳ hung dữ. Người đánh cá nói đầy vẻ kính nể và sợ hãi. Năm ngoái có một con ngư quỷ hành hung ở bờ biển, giết người của hai trấn nhỏ, chính là gấu Komamoto đại nhân này tới giết chết con ngư quỷ kia. Đi qua căn cứ thành phố Komamoto theo huyện Saibo ra biển là có thể từ đảo Kisu đi tới đảo Shikao. Tiếp tục đi qua đảo Shikao là có thể đến đảo Honshu. Tây Kinh chính là ở trên đảo Hôn Su. Khu Nghê Hồng không giống với khu khác, ở đó có nhân khẩu rất nhiều nhưng địa bàn không lớn, nếu như xây dựng thành căn cứ sẽ rất phiền phức, áp lực sẽ rất lớn. Cho nên để giảm bớt áp lực, bọn họ chỉ là từ bỏ đơn vị thôn, lấy thành trấn làm đơn vị thấp nhất để hình thành cứ điểm phòng ngự. Giữa các thành trấn cách nhau rất gần, cho dù thật sự phát sinh nguy hiểm cũng có thể nhanh chóng phái người tới trợ giúp về phần những chỗ xa hơn thì đám người đánh cá lại không biết, cho dù có biết cũng không chính xác, còn không bằng đi lên mạng điều tra tài liệu. Cao bằng đánh ngất mấy người đánh cá rồi tiếp tục xuất phát. Nhưng chỉ nửa ngày bọn họ đã vượt qua đảo Kisu. Biển giữa đảo Kisu và đảo Si Cao không rộng, chẳng bao lâu bọn họ đã tới đảo Si Cao. Khi đi tới đảo Si Cao, Cao bằng lại phát hiện ra một điểm kỳ lạ. Khác với đảo Kisu, Quái vật trên đảo si cao càng ôn hòa hơn. Hơn nữa, khi bọn họ đi qua bên cạnh một vài quái vật giống chim cũng không thấy chúng có biểu hiện sợ hãi gì. Có vài quái vật giống chim còn nhìn đám người cao bằng với ánh mắt tò mò. Bọn họ tiếp tục bay về phía trước khoảng mấy trăm dặm liền nhìn thấy trên một ngọn núi phía xa có một gốc cây anh đào màu đỏ rất lớn, che khuất bầu trời. Tán cây lớn tới mức có thể che phủ cả ngọn núi, liếc mắt nhìn qua giống như thần tích vậy. Tên quái vật, anh thiên thụ đẳng cấp quái vật, cấp 54, vương cấp, phẩm chất quái vật, phẩm chất sử thi thuộc tính quái vật, hệ một nhược điểm quái vật, hệ hỏa năng lực quái vật, trưởng khống một nguyên tố LV5, kích phát sinh mạng LV3, cường hóa khép lại LV3, quần sáng an bình LV4 đặc tính quái vật, con rối vân gỗ, trời sinh là gỗ, cắm rễ trong đất, nó cực độ khát vọng đối với việc đi lại. Hiệu quả hiệu quả chủ động, có thể tách từ trong thân ra con rối vân gỗ, con rối hoàn toàn nghe lệnh của anh thiên thụ, có thể tự do đi lại và có sức lực cực lớn, bước đi như bay nhưng rất sợ lửa. Hiệu quả hiệu quả chủ động, có thể chuyển hóa những sinh linh khác thành con rối vân gỗ. Sau khi con rối bị chuyển hóa, bên trong cơ thể hoàn toàn bị hóa gỗ, đồng thời tiếp nhận mệnh lệnh của anh thiên thụ, giới thiệu vắng tắt về quái vật, một gốc cây anh đào cổ xưa thu được biến dị, sở thích của nó là hòa bình, hy vọng có thể xây dựng một thế giới hài hòa người người bình đẳng. Đây cũng là nguyện vọng lớn nhất của nó. Nó ghép giết chóc, tất cả những gì tồn tại ở bên trong lãnh địa của nó mà tiến hành giết chóc đều sẽ bị nó khiển trách. Một cây anh đào thích hòa bình. Không trách được trên đường qua đây, mình cứ có cảm giác rất kỳ quái. Hóa ra là do quần sáng an bình này dở trò quỷ. Thảo nào không có quái vật nào tấn công bọn họ. Cốc cây anh đào này muốn xây dựng một nơi hòa bình trong thời kỳ tận thế, chỉ sợ là một giấc mơ vĩnh viễn cũng không có cách nào hoàn thành được. Khách từ xa đến, kính mời xuống nói chuyện một chút. Sóng tinh thần của anh thiên thụ truyền vào trong đầu của Cao Bằng và cả đám A ngốc. Chương 470, võ sĩ và tuệ tử. Nghe thấy giọng nói, Cao Bằng ra lệnh cho hài cốt phi long hạ xuống dưới. Cốc cây hoa anh đào triệt để cắm rễ ở trên núi có một bộ phận dây leo tráng kiện lộ ra từ bên trong dưới gốc cây hoa anh đào có một ngôi chùa cổ với bức tường trắng và mái ngói đỏ ở trước cửa ngôi chùa có một người mặc bộ đồ tăng nhân màu xám đang lẳng lặng quét lá khô người này trông thấy cao bằng cưỡi hài cốt phi long hạ xuống cũng không kinh hoảng đặt cái chổi trong tay dựa vào bức tường rồi khẽ cuối không người nói với cao bằng kính mời thí chủ chờ một chút không bao lâu có một vị tăng nhân khác ra nên tiếp cao bằng Cao Bằng mang theo A Ngốc và tịch sư tiến vào bên trong ngôi chùa. Trong đình viện, cảnh sắc cũng rất khác biệt, sơn thủy lâm viên khô ráo yên tĩnh, một dải cắt trắng tạo thành dòng chảy nhỏ đi ngang qua hơn phân nửa đình viện, một chút đá sỏi tô điểm trên nền suối cát. Vị tăng nhân mặc áo cà sa đỏ, nét mặt mỉm cười nhìn về phía Cao Bằng, chắp tay trước ngực và cúi đầu. Hoan nghênh các hạ đến với nghe hồng. Cao Bằng cũng chắp tay trước ngực thi lễ lại quấy rầy đại sư rồi nguyên y ngươi tiếp tục quét sạch đình viện đi tăng nhân áo đỏ nhẹ giọng nói với tăng nhân áo xám tăng nhân áo xám tên là nguyên y lập tức gật đầu quay người rời khỏi đình viện vị tăng nhân áo đỏ lại phân biệt thi lễ với tịch sư ở trên vai cao bằng và a ngốc phía sau lưng hắn không nghĩ tới lại là vong linh thiên tai điện hạ thật sự là thất kính tăng nhân áo đỏ cảm khái không thôi Nhìn qua thì vị tăng nhân áo đỏ này khoảng chừng hơn 50 tuổi, nơi khóe mắt có nếp nhăn, sắc mặt hiền hòa, mang bộ dáng của một cao tăng đắc đạo. Nhưng mà Cao Bằng vẫn có chút nghi hoặc. Ngay từ đầu hắn cho rằng vị tăng nhân này chính là con rối vân gỗ của anh Thiên Thụ, nhưng mà sau khi nhìn thấy thuộc tính thì hắn lại phát hiện ra mình đã nhìn lầm. Đây đơn thuần là một người bình thường không bị đoạt xá, cũng không bị điều khiển chẳng lẽ là ngự sử của anh thiên thụ nếu như là ngự sử của anh thiên thụ thì đây chính là một ngự sử vương cấp chưa bị phát hiện ta chính là tín đồ của đại nhân anh thiên thụ thần tự hồ biết được suy nghĩ trong lòng cao bằng vị tăng nhân áo đỏ lên tiếng với sắc mặt chân thật thế giới này đã có quá nhiều thảm kịch chúng ta mong muốn hòa bình vị tăng nhân áo đỏ thành khẩn nói sau đó lại thì thào thật mong ước được hòa bình đã có rất nhiều người phải chết rồi cao bằng đối với điều này cũng biểu thị đồng ý đúng thật là đã chết rất nhiều người ta cũng hy vọng hòa bình hòa bình thật tốt mà có tv để xem có thể chơi trò chơi điện tử mỗi ngày có thể lười biếng nằm ở trong nhà hưởng thụ khoảng thời gian hạnh phúc nghe vậy ánh mắt của vị tăng nhân áo đỏ sáng lên dường như câu trả lời của cao bằng vượt quá dự liệu của hắn suy nghĩ của chúng ta có nhiều điểm chung cao bằng bất động thanh sắc gật đầu đúng thế đại nhân của chúng ta hy vọng có thể cùng ngài một chỗ bảo vệ hòa bình thế giới. Trên gương mặt vị tăng nhân áo đỏ hiện lên nụ cười. Phải bảo vệ như thế nào? Cho dù ngay cả bản thân ta cũng không dám nói có thể bảo vệ hòa bình thế giới. Cao bằng lắc đầu. Bản chất con người đều là tham lam, cho nên chúng ta cần chủ động khống chế bọn họ. Một giọng nói hùng hồn xuất hiện trên không của ngôi chùa. Đại thụ ở phía sau chùa bỗng nhiên mở mắt, hai cái hốc cây đen kịch tựa như ma quật cùng với giọng nói của nó toàn bộ ngọn núi đều trở nên run rẩy anh thiên thụ thần đại nhân vị tăng nhân áo đỏ lập tức quỳ trên mặt đất làm lễ bái anh thiên thụ ta có thể hỏi ngươi một chút được không ta rất muốn biết đương nhiên cũng không phải là ta nghi ngờ ngươi thật sự ta chỉ hiếu kỳ với chuyện vì sao người chán ghét sát lục cao bằng đúng là rất ngạc nhiên anh thiên thụ lâm vào trầm mặt, thật lâu sau mới yếu ớt nói, bởi vì sát lục sẽ đi kèm với tử vong, tử vong thật sự là một chuyện rất tàn nhẫn. Trước đây có một cô gái nhỏ tên là Tuệ Tử, nàng rất thông minh và tốt bụng, mẹ của nàng đã từng nói cho nàng biết cây hoa anh đào là biểu tượng của tình yêu. Vào năm nàng 13 tuổi, nàng yêu mến một võ sĩ Samurai, sau đó nàng tự tay trồng ta ở chân núi. Nói đến đây giọng nói của anh thiên thụ trở nên trầm thấp hơn nàng bắt đầu theo đuổi samurai trẻ tuổi, hai người lâm vào bể tình. Đó là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời nàng, mỗi một ngày nàng đều tươi cười rạng rỡ, tự như đóa hoa hướng dương mỹ lệ dưới chân núi. Về sau khi chiến tranh nổ ra, người võ sĩ samurai bị gọi vào quân đội và điều động ra chiến trường. Mỗi ngày nàng đều đứng trên đỉnh núi yên lặng cầu nguyện cho chàng samurai trẻ, nàng chờ mong chàng võ sĩ trở về. Cuối cùng nàng rốt cuộc chờ đợi được, nhưng đó là tin chàng võ sĩ tử trận cùng với thi thể của chàng, nàng đưa người võ sĩ chôn ở trước mắt ta. Từ ngày đó nàng bắt đầu không còn tươi cười nữa. Lại một thời gian sau quân đội bại trận, địch nhân giết qua nơi này. Bọn họ tàn sát tất cả thôn trang dưới chân núi, phóng hỏa giết người, gây lên tội ác bất tận. Tuệ tử chạy đến đỉnh núi ông ta gào khóc, khóc đến tê tâm liệt phế sau đó tuệ tử nói rằng cuộc đời nàng bắt đầu chính là một khắc khi nàng mở mắt trông thấy mẹ của nàng và kết thúc khi nàng không còn được nhìn thấy người nàng yêu nhất cuối cùng tuệ tử nhảy từ trên vách núi xuống tự sát một khắc này nàng tựa như đang bay bay về một nơi không ai có thể tìm thấy được ngươi chính là cây hoa anh đào kia sao anh thiên thụ không có trả lời cánh hoa anh đào màu hồng nhạt nhẹ nhàng rơi xuống như mưa Cao Bằng lại cảm thấy nó đang khóc, không lẽ bản thân mình gặp ảo giác? Câu chuyện xưa thật sự rất cảm động. Cao Bằng bình tĩnh trở lại, nhưng mà giết chóc không chỉ là nhân loại, đây là trình tự vận hành không ngừng nghỉ một giây một phút nào của toàn bộ vạn vật trên thế giới. Thợ săn bắt giết con mồi, cường giả thôn vệ kẻ yếu, chó sói ăn cừu non, cừu non ăn cỏ xanh, cỏ xanh hấp thu chất dinh dưỡng từ mặt đất. Anh thiên thụ không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng lay động, sau đó bay xuống càng nhiều cánh hoa anh đào hơn vậy ngươi muốn khống chế bọn họ như thế nào cao bằng hỏi làm theo phương thức của ta anh thiên thụ đình chỉ không cho mấy cánh hoa anh đào bay xuống nữa trong giọng nói mang theo vẻ quật cường bắt toàn bộ bọn họ biến thành con rối của ngươi anh thiên thụ chưa có trả lời nhưng nó không phủ nhận câu hỏi của cao bằng vậy chúng ta không cùng chung con đường rồi theo ý tưởng của người mang đến thì đó không phải là hòa bình. Đưa toàn bộ bọn họ biến thành con rối, vậy thì tất cả hành động của bọn họ đều không có bất kỳ khác biệt nào. Cao bằng lắc đầu. Bầu không khí dường như ngưng kết lại. Lúc này khoảng cách của Cao bằng với anh thiên thủ rất gần, khoảng cách với một con ngự thú vương cấp không đến 100 mét nhưng thần sắc của Cao bằng không thay đổi. Chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu hàng xương tịch sư, cái đầu bóng loáng vuốt rất thoải mái thật lâu sau, không khí khẩn trương rốt cuộc cũng tiêu tán. Bầu không khí trở nên hòa hoãn hơn, vị tăng nhân áo đỏ quỳ trên mặt đất đứng dậy há mồm thở dốc. Cao bằng nhẹ nhàng cười một tiếng, mang theo Tịch Sư và A Ngốc cưỡi hài cốt phi long rời khỏi ngọn núi này, Cao bằng ngồi ở trên lưng phi long, quay đầu lại nhìn về phía anh Thiên Thụ. Thụ là quan, sơn là chiến giáp, trong thoáng chốc hắn tựa như trông thấy một người võ sĩ samurai ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở trên mặt đất một ngày sau cao bằng rốt cuộc cũng tới tây kinh phía trước trên đường chân trời có một tòa đại thành hùng vĩ đứng sừng sững nguy nga tường thành cao tới trăm mét bao quanh thành trì khổng lồ trên mỗi một ô tường thành có một ổ đại pháo lạnh lẽo mật độ dày đặc phía sau tường thành chia làm hai mảnh khu vực khu vực bên trái chính là từng ngôi nhà thấp bé những con đường nhỏ đang xen giữa những ngôi nhà trong khu phố bên trên khu phố có số lượng lớn người buôn bán nhỏ lẻ các ngự sử ăn mặc theo trang phục võ sĩ đi lại trên đường phố. Khu vực bên phải là một thành phố hoàn toàn hiện đại hóa với những tòa nhà cao tầng cao chót vót, bê tông cốt thép mạnh mẽ làm nổi bật vẻ đẹp hiện đại. Ở khu vực bên phải, trên bầu trời tòa nhà cao nhất có một bóng đen cực kỳ khổng lồ bao trùm cả tòa cao ốc, gần như hòa cùng toàn bộ cao ốc làm một thể. Chương 471: Thử giao. Trên tầng cao nhất của cao ốc Jin Gia Tây Kinh Tai ra masakado râu tóc bạc trắng đang cầm một ly rượu trên tay nhắm mắt suy nghĩ đột nhiên rất nhiều xương đen tràn vào trong phòng xương đen ngưng tụ thành một đầu lâu hư ảo màu đen trước mặt Tai ra masakado chủ nhân có cường giả từ phía tây đang đến đây Tai ra masakado mở to mắt nhanh chân đi đến cửa sổ trước mặt nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh thì thấy trên bầu trời phía tây có một loạt cự thú vong linh đang gào thét đến gần Tay ra Masakado đặt ly rượu trong tay xuống bàn, quay người lấy áo khoác treo trên vách tường khoác lên người, đồng thời lạnh lùng nói: Hắc sát, ngăn bọn nó lại. Tuân lệnh, chủ nhân của ta." Cự thú hóa thành màn sương đen bao phủ tòa cao ốc nhanh chóng rút thân thể ra, sương đen mù mịt xông lên bầu trời che đậy ánh mặt trời. Ngay lập tức bầu trời trở nên tối đen. Những người đi trên đường phố gần dinh gia nhanh chóng trốn tránh tai ra masakado đại nhân xảy ra chuyện gì sao có cần chúng tôi trợ giúp không trong phòng vang lên thông báo từ sở cảnh sát tây kinh không cần các người giữ gìn tốt trị an là được tai ra masakado từ tốn nói sương đen cuồn cuộn hai cánh màu đen khổng lồ mở ra thân thể khổng lồ tựa như cự nhân mây mù lơ lửng trên bầu trời thành phố con mắt thứ ba trên trán mở ra âm phong gầm thét Tử vong chi khí từ trong mắt nó hiển hiện hóa thành một vòng tròn màu xám trắng quấn quanh cơ thể cự nhân. Ngang. Một tiếng trống to chấn vỡ tầng mây trên bầu trời, hai cánh sau lưng cự nhân hung hăng quét qua, từng luồng gió lớn đánh thẳng vào những tòa cao ốc ven đường gây ra những tiếng vọng giòn vang, thậm chí có một số cửa sổ thủy tinh chất liệu hơi kém cũng bị chấn vỡ. Tiếng thét chói tai thỉnh thoảng vang vọng ở bên trong cao ốc. Hàng sương tịch sư thoát khỏi lồng ngực cao bằng, nhảy lên đỉnh đầu hài cốt phi long, ngẩng đầu ưỡn ngực, sắc mặt bình tĩnh chững chạc đàng hoàng, cái mũi nhỏ xíu màu hồng khẽ hít vào một hơi. Trống tiếng sư ngâm kinh thiên động địa vang lên. Rắc rắc, bành. 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 Vô số cửa thủy tinh bị chấn vỡ. Tốc độ của cự nhân đột nhiên hạ xuống. Sóng âm cao tầng cộng hưởng mãnh liệt làm cho lồng ngực nó vập phồng, xu thế vọt tới trong chớp mắt bị chậm lại. Trong đáy mắt hàng sương tịch sư xẹt qua một tia kinh thường, sư trảo duỗi về phía hư không phía trước kéo một phát. Xoẹt. Dường như nơi nào đó truyền tới âm thanh bị xé rách. Cự trảo hàng băng làm đóng băng không khí, trong không khí phía trước 500 mét lăng không ngưng tụ ra một băng trảo đâm từ trên trời xuống đất, so le không đều, gai băng sắc bén nổ tung ở rìa cự trảo, giống như một thác nước lạnh giá rơi xuống từ trên chín tầng mây cự nhân bị một trảo này xé thành bốn khối, khói đen trôi tán loạn về phía nhau, dường như muốn ngưng tụ lại hình thể lần nữa. Nhưng mà chúng lại bị tịch sư nhổ một ngụm hàng khí làm cho xương đen đông lại. Tai ra Masakado vừa khoát xong áo gió bước chân lên mái nhà, nhưng lại nhìn thấy cảnh ngự thú của mình bị đông cứng, bộ dáng mệt mờ. Bại! Làm sao lại nhanh như vậy? Hàng xương tịch sư quay đầu dùng ánh mắt hỏi thăm cao bằng, giết hay là không giết? cao bằng tạm thời ngăn tịch sư lại dù sao thì tay ra masakado cũng là một ngự sử đỉnh cấp hiếm hoi còn sót lại của khu nghê hồng giết chết hắn thì đơn giản nhưng sau khi giết chết hắn thì khi khu nghê hồng đối mặt với quái vật đỉnh cấp lại không có bao nhiêu sức đánh trả dù sao thì thành tây kinh cũng có mấy chục triệu người dù gì cũng là con người với nhau lại còn là mấy chục triệu người dù là ai đi nữa thì cũng sẽ không thờ ơ với con số lớn như vậy chỉ trừng trị một phen là được rồi con cự nhân sương đen này bị đánh tan thân thể ít nhất cũng phải tu dưỡng một tháng mới có thể khôi phục đỉnh phong trong thế giới mới cần tranh thủ từng chút thời gian này một bước kém từng bước kém oanh mặt đất dưới chân điên cuồng run rẩy cao bằng đột nhiên quay đầu lại phương hướng âm thanh truyền tới chính là khu vực hắn đặt chân lúc trước mặc dù không nhìn thấy nhưng Cao Bằng còn có thể cảm nhận được một cổ khí tức cực kỳ khổng lồ chiếm cứ ở phía xa. Bầu trời xanh thẳm, giống như có một viên đạn hạt nhân vô hình đã nổ tung. Chuyện gì xảy ra? Cao Bằng nhíu chặt lông mày. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh một cây hoa anh đào khổng lồ, cây anh thiên thụ đang dở trò quỷ gì vậy? Nó chết rồi. Hỏa diễm trong hốc mắt A Ngốc trung lên nhẹ nhẹ, xuề tay phải ra nó có thể cảm nhận được một luồng khí tức tử vong xông lên tận trời cao. Trong tầm mắt A Ngốc, phương hướng nó đến lúc trước, trên bầu trời nơi đó tử khí ngập tràn cả một khoảng không. Chính giữa luồng tử khí đó, một hư ảnh hoa anh đào đang vặn vẹo hòa vào hư không. Chết! Cao bằng nhớ kỹ anh thiên thụ là cấp 54 phẩm chất sử thi, hơn nữa tốc độ khôi phục không yếu, lấy phòng ngự làm sở trường, ai có thể trong thời gian một ngày ngắn ngủi giết chết được nó chứ? Trầm ngâm một lát, Cao bằng lệnh cho hài cốt phi long đưa hắn đến tầng cao nhất của cao ốc. Tai ra Masakado mặt không đổi sắc ngẩng đầu cùng đối mặt với Cao bằng. Sau lưng hắn là một sinh vật kỳ quái, một nửa người trên là gà, nửa người dưới là rắn, cái đuôi kỳ dị chia ra thành bốn phần, da màu cam, đang nằm trên mặt đất, xung quanh con vật kỳ quái này lóe lên quang mang màu xanh sẫm, Tên quái vật, thử giao đẳng cấp quái vật, cấp 47 phẩm chất quái vật, phẩm chất sử thi năng lực quái vật, nọc độc ăn mòn LV3, xương độc khô héo LV3, điều khiển độc vật LV3, tốc độ linh mẫn LV2 thuộc tính quái vật, hệ độc đặc tính quái vật, kịch độc lây nhiễm, độc tính mãnh liệt biến dị sinh ra hiệu quả cường đại hơn. Hiệu quả hiệu quả bị động, một đẳng cấp cho tất cả năng lực thuộc tính độc. Hiệu quả hiệu quả chủ động, có thể dẫn bạo khói nọc độc, duy nhất một lần tạo thành hiệu quả phá hủy cực kỳ mạnh căn cứ mức độ đậm đặc mà địch nhân lây nhiễm sẽ có uy lực khác nhau giới thiệu vắn tắt về quái vật do kê quái linh quỷ và xà quái mậu quỷ hợp thể biến thành nửa người dưới rắn nửa người trên giống như gà thích sinh hoạt ở bên trong núi lửa trong phương viên trăm dặm xung quanh thử dao sẽ không có sinh khí cỏ cây khô héo khí độc lan tràn thuộc về vật kịch độc khi nó ngủ đông sẽ vô ý thức tự nhiên thôi phát kịch độc trong cơ thể từ đó dẫn bạo núi lửa tạo thành núi lửa phun trào tay ra masakado tiên sinh ta nghĩ có khả năng chúng ta gặp phiền phức rồi cao bằng để a ngốc thông qua linh hồn ba động thuật lại cho tay ra masakado tay ra masakado hơi sững sờ liền rất nhanh che giấu tốt tâm tình chập chờn của mình ngự thú của ta vừa lên đến đã bị đánh thành trọng thương hôm nay xác thực là gặp phiền toái lớn Tai ra Masakado ngoài cười nhưng trong không cười. Khụ. Cao bằng tặng hắn một cái. Đây là chuyện ngoài ý muốn. Ngươi không nhìn thấy trong thời khắc sống còn ta ngăn lại ngự thú của mình sao? Nếu không thì không chỉ là trọng thương đơn giản như vậy thôi đâu. Ngươi nói đúng không? Mí mắt tai ra Masakado nhảy một cái. Hắn nghe ra mùi vị uy hiếp trong câu nói của Cao Bằng. Vậy lần này ngươi đến đây là muốn làm gì, Cao Bằng? Lần này Taira Masakado nói ra bằng một loại tiếng Hoa bập bẹ. Ôi trời, thế mà bị nhận ra. Da mặt Cao bằng có rút lại. Bị nhận ra thì bị nhận ra đi, dù sao hắn cũng đã làm tốt tâm lý bị người nhận ra rồi. Ông nói tiếng Hoa rất tốt. Cao bằng nói sang chuyện khác. Trước kia ta từng du học ở Hoa Hạ. Taira Masakado trả lời Thực ra ta tới khu Nghê hồng cũng vì nguyên nhân đoạn thời gian trước ta bị người khác tập sát, sau khi thẩm vấn thì biết được là người của khu Nghê hồng các ông. Đây là video quá trình thẩm vấn, ta hy vọng có thể nhận được một câu trả lời hài lòng. Cao Bằng đưa một cái USB tới. Nhận lấy cái USB từ trong tay Cao Bằng, tay ra Masakado gật đầu. Ta sẽ cho ngươi một câu trả lời hài lòng. Khác với ở khu hoa hạ, Taira Masakado có địa vị rất cao ở khu Nghê Hồng. Chương 472, Cổ nhân loại Cho nên Taira Masakado nói rằng có thể cho hắn một câu trả lời hài lòng thì sẽ nhất định có thể cho một câu trả lời hài lòng. Taira Masakado lại gọi điện thoại xuống báo tiêu trừ cảnh giới, để bọn họ tạm thời sắp xếp cao bằng và ngự thú vào danh sách trắng. Cao Bằng được nhân viên chuyên nghiệp dẫn đi thu xếp ở tại một gian trạch viện rất lớn ở khu Đông Thành trạch viện lớn như thế ở Tây Kinh của khu nghe hồng rất hiếm thấy. Tai ra Masakado để cho Cao Bằng ở tạm hai ngày, chờ kết quả rồi sẽ thông báo cho hắn. Hắn tạm thời ở lại nơi này. Quanh khu Cao Bằng ở lại có rất ít người, nhưng nhìn người đi đường và trang trí trên con đường rải đá xanh thì nơi này là khu nhà giàu cao cấp. Hình như có nhận được thông báo nên mấy nhà gần khu hắn ở đều tạm thời rời khỏi. Taira Masakado âm trầm bước vào một bộ phận đặc biệt ở ngoại ô phía Bắc Tây Kinh. Dùng nhận diện con ngươi, khuôn mặt và giọng nói một đường đi tới nơi sâu nhất của bộ phận này. Ta chỉ muốn biết, rốt cuộc là ai đã tấn công cao bằng ở khu Hoa Hạ. Hiện giờ là mấu chốt của thời kỳ phục hưng vĩ đại, lúc này tên hỗn đảng nào lại dám gây phiền phức cho chúng ta. Lập tức tra hết thân phận mấy người trong USB cho tôi. Dứt lời, tay ra Masakado ném mạnh USB lên bàn. Chát. USB vỡ tan. Tay ra Masakado. Quản lý bộ môn bí mật. Một người phụ tá nhanh chóng nhặt hết các mảnh vỡ của USB lên, tìm được con chip vẫn không bị tổn hại. Tay ra Masakado đại nhân, vẫn dùng được. Sắc mặt Taira Masakado hơi hòa hoãn lại, hừ lạnh một tiếng. Báo cáo đại nhân, ở đảo Si Cao phát hiện có vết nứt không gian. Đồng thời anh thiên thụ thần ở đảo Si Cao đã bị một ngự sử bí ẩn trong vết nứt không gian đánh chết. Có tiếng thông báo từ trên loa. Anh thiên thụ thần chết rồi sao? Tai ra Masakado chấn động, chưa bao giờ ông ta nghĩ tới kết quả khiếp sợ như thế này. Vừa rồi ông ta cũng chú ý tới sự rung động xảy ra ở phía xa, còn tưởng là anh thiên thụ thần đang đại phát thần uy. Bọn họ đều biết anh thiên thụ thần, một gốc thần thụ gần như chiếm cứ toàn bộ đảo si cao làm sao bọn họ lại không biết thậm chí bọn họ từng có tiếp xúc với anh thiên thụ thần dù không quá đồng ý với một số ý kiến của nó nhưng không hề hoài nghi về thực lực của nó có thể nói trên toàn bộ đảo nghê hồng thì thực lực của anh thiên thụ thần không dám nói là vô địch nhưng ít nhất tuyệt đối không ai có thể giết được nó vì kích thước của nó còn bày ở đấy Đưa video mà máy bay không người lái và vệ tinh quay được tới đây. Tai ra Masakado nhíu mày. Video rất nhanh đã được đưa tới. Trong video, dãy núi sụp đổ, từng đường vết nứt ngang dọc chạy trên ngọn núi. Cây cối gãy nát, mặt đất hỗn độn. Chùa miếu trên đỉnh núi vỡ vụn, đám tăng nhân áo bào xám quỳ gối dập đầu trước chùa, máu tươi nhuộm đỏ cả than đá. Trong chùa, rừng đá sơn thủy đã bị phá hủy. Trong sân Tăng nhân áo bào đỏ mở rộng hai tay như muốn ôm cả bầu trời, ánh mắt trống rỗng ngước nhìn lên, không nhìn ra được vui buồn trên mặt. Lồng ngực ông ta bị một cây gai nhọn xuyên thủng đúng trái tim, tựa như một thanh trường mâu đính trên mặt đất. Máu tươi chậm rãi chảy xuống. Càng rung động hơn là phía sau chùa, đại thụ cao như ngọn núi bị chặt gãy ở chính giữa, chia làm hai đoạn, tựa như bị một thứ vũ khí hạng nặng nào đó hoành không chặt đứt. Vết đứt trơn bóng, cành lá anh thiên thụ rủ xuống như một thác nước màu hồng phấn anh thiên thụ thần chết rồi trong phòng hoàn toàn lặng đi từ trước tới giờ anh thiên thụ thần và bọn họ vẫn giữ liên lạc thậm chí địa vị của anh thiên thụ thần ở đảo si cao cũng có liên quan tới bọn họ với bọn họ anh thiên thụ thần chính là một ngoại viện mạnh mẽ dưới chân anh thiên thụ thần đã chết một đoàn người đang hạ trại tính tiền ngay tại chỗ bên cạnh là một vết nứt không gian dựng đứng, ở vòng ngoài còn lóe lên ánh sáng màu vàng kim. Bên cạnh vết nứt có bốn con ngự thú. Một người cường tráng da nâu, cao 6 mét, sau lưng cổng một cái rìu lớn, mà trên đỉnh đầu lại chỉ có một mắt. Một quả cầu lông màu vàng kim, tròn xoe như nắm đấm. Một con voi có sáu ngà trắng toát, từ gốc đến ngọn ngà voi chuyển dần dần từ màu trắng sang vàng kim, trên cổ có một vòng tròn màu vàng kim bao quanh cuối cùng là một con chim to màu đen ánh mắt như điện trong mắt lóe lên một đạo thiểm điện trước mặt nó là một cái máy bay không người lái đã bị đánh vỡ nát dù máy bay đã bị phá hủy nhưng vẫn truyền hình ảnh quay chụp về tay ra masakado đột nhiên rống lên phóng lớn hình ảnh những người kia lên ảnh chụp được phóng to có thể thấy trong đó có ba nam một nữ một người đưa lưng về phía camera không thấy rõ mặt hai trong ba người khác chỉ thấy một nửa người ngoài cùng bên trái hoàn toàn quay về phía camera. tay ra Masakado chú ý thấy ngũ quan của hắn mang đặc trưng của người châu Á nhưng lại có mái tóc màu xanh nhạt. Không chỉ là hắn, ba người khác trong hình ảnh đều có mái tóc màu xanh. So sánh gương mặt này với tài liệu xem có tìm ra được thân phận không. Nhân viên lập tức chạy dữ liệu khuôn mặt người trên thế giới, khoảng 10 phút sau nhận được kết quả, không tồn tại người này lại tìm kiếm theo tỷ lệ cơ thể sau khi loại trừ những người tương tự cũng không tra ra được người này vậy chỉ tồn tại ba khả năng một là không có hộ khẩu hai là có kẻ bằng cách nào đó đã thay đổi ngũ quan và tỷ lệ thân hình một loại cuối cùng là không phải người của thế giới này tay ra masakado có vẻ nghiêng về suy đoán cuối cùng hơn vì bên cạnh họ có một vết nứt không gian liên hệ với cao bằng Bất kể hắn đưa ra yêu cầu gì chúng ta cũng sẽ dốc sức thỏa mãn Hiện giờ chỉ có hắn mới ngăn được đám người kia Tai ra Masakado biến sắc Chắc chắn những người kia sẽ không tới đây với thiện ý Nếu không sẽ không giết chết anh thiên thụ thần Nhận được tin, Cao Bằng cũng không có vẻ bối rối Thực ra hắn đã chuẩn bị tinh thần rồi Lần trước khi gặp Bắc thanh niên ở Bắc Cực Hắn đã biết bộ lạc thượng cổ vẫn tồn tại mà khi ấy đã từng có một nền văn minh sáng chói, văn minh ngự thú. Nhưng sau đó, vì một vài nguyên nhân mà bọn họ đã rời tới hành tinh khác. Bắc Thanh Nghiên đã nói, bọn họ sẽ trở về. Họ sẽ quay lại khi trái đất đã dần dần thích hợp để sinh tồn. Nhưng hiện giờ chủ nhân của trái đất này là người hiện đại, sẽ không dễ dàng lùi bước. Chắc chắn việc dung hợp giữa hai bên sẽ không thuận buồm xuôi gió nếu thực lực không chênh lệch bao nhiêu thì có thể có diễn biến hòa bình. Bởi vì vẫn còn rất nhiều nơi chưa được thăm dò ở trái đất này, hoàn toàn có thể chứa được cả hai bên. Nhưng nếu chênh lệch thực lực quá lớn, ngẫm lại năm xưa khi châu U mới tìm ra được châu Phi. Rất có thể đây chính là tương lai của bọn họ. Cao Bằng đã chuẩn bị tinh thần, chỉ là không ngờ ngày này lại tới bất ngờ như vậy. Đây là lần thứ hai hắn gặp phải cổ nhân loại hắn muốn thử xem bọn họ đang ở trình độ gì tốt nhất là có thể bắt được một hai người sống tôi muốn gặp taira masakado taira masakado rất sẵn khoái gặp hắn cao bằng đi thẳng vào vấn đề tôi có hai yêu cầu nếu ông đồng ý thì có thể bàn bạc nếu ông không đồng ý vậy tôi sẽ rời đi ngay mời nói taira masakado gật đầu đồng ý bây giờ không ông ta đã không thể từ chối thứ nhất tôi sẽ không ra ngoài, các ông thay mặt tôi nói chuyện. Thứ hai, nếu kẻ địch quá mạnh thì tôi sẽ rời khỏi khu nghe hồng ngay lập tức.